Ở dưới em ba mua bóng thì mua bóng cho ba bóng, một cái cho Thu Anh, một cái cho cô Quỳnh Anh, một cái cho chị Ấu. Đem bóng hả? Đi về đi. Quân kia đâu? Quân mày anh đâu? Ôi cô, có bóng máy bay trực thăng đấy, bây giờ bị xịt rồi. Hết hơi rồi. Nào về. Về rửa chân mà. À, con đi đâu? Rửa chân bằng nước sông cho nó sạch chân. Anh Hùng Dương à? Anh Hùng Dương, không ai Hùng Dương, ta đổ vào mặt. Đổ mặt, chi vào mặt đi. À, mẹ Hiền, mẹ Linh đâu? Linh ngồi trên kia. Đấy, anh đang trên đường về đây. Nhưng mà lúc nào anh về Hà Nội? Anh ngày mai, trưa mai. Thu Anh nhá. Thu Anh thì cũng mai về. Ngủ đây à? Ngủ đây. Tối nay đi hát karaoke. Huyền đang ngồi trên bờ đợi mình về. Trên đường sau. Đấy đấy đấy. Hôm nay là có cái vít vít không? Cái gì? Hôm nay là cái kêu cà cà không? Không, nó không kêu, nó không biết kêu. Hôm nay là con mè con già đấy. Ồ, đúng rồi. Không biết cắn đâu. Con thật thì nó cắn. Răng đau mà cắn. Nhưng mà thế là không thể nuôi bơi à? Đúng rồi. Anh ơi, ôi. Gì đó anh em đâu đấy? Anh bị ngã đây. Ai đẩy đấy? Bạn bè nó, cái bóng đá nó đẩy anh thì anh ngã. Anh gọi anh khác không? Anh không. Có anh qua máu. Tuổi khóc nhè rồi. Có chảy máu không? Ủa? Nhiều không? Ít thôi. Ủa chưa? AP anh có bong bổ không? Ủa? Thế là anh bỏ ra thứ nào đấy? Anh bỏ ra sau một ngày. Nó hết chảy máu thì mình lại bỏ ra. Con Ly đâu? Ly á, Ly sau. Mấy đứa nhìn ra sau xem nào. Hết tiền, hết thời gian rồi. Đi nhưng mà con bỏ xe rồi. Mua bóng mà. Có á, bóng trên kia kìa. Nhưng mà Linh chưa về. Linh hết tiền, chưa hết tiền. Mình hết tiền rồi. Nhưng mà Ly đâu mà chưa về. Ly chưa hết tiền. Mình hết thôi chưa? Hả? Hết rồi. Chưa. Linh cơ mà. Mẹ mà. Kìa. Mẹ Linh đang đứng kìa. Bờ đợi mình kìa. Mà vậy vẫy mẹ ra, vẫy đi.